Hello các bạn, đây là buổi sáng, buổi ăn sáng mùng 2 của mình nè các bạn. Giờ thì nấu nước luộc rau, rồi ăn tàu hũ, hôm nay mình ăn chay. Bên cạnh đó thì mình ăn bánh bía, là bánh bía nè. Bánh bía này thì các bạn biết không, ở bên Mỹ hiện tại là trời lạnh dữ lắm luôn. Thành ra cái bánh bía, cái nhân ở trong nó đông rồi, thành ra mình sẽ bỏ vô cái microwave hâm 20 giây cho nó mềm ra nha. Hi, xin chào các bạn. Bây giờ thì mình đang để cho tàu hũ nó chiên vàng. Lạnh quá, hôm nay lạnh quá, quá lạnh luôn. Tết ở Mỹ chắc chắn là không có vui được bằng ở Việt Nam rồi. Tết ở Mỹ thì thường sẽ rơi vào cái khoảng thời gian là còn thời tiết của mùa đông, lạnh, bầu trời thì nó u ám, chứ không có được giống như là rực rỡ, vui vẻ, nhộn nhịp giống như là ở bên Việt Nam. Ngoài ra ở cái nơi mình ở thì cũng có khá nhiều người Việt Nam, nhưng mà cũng không có nhiều lắm. Người ta cũng không có trang trí ngoài đường nhiều lắm. Nhưng mà có một điều rất là đặc biệt, mình rất là thích Tết ở Mỹ, đó chính là Tết ở Mỹ thì được đốt pháo. Pháo các kiểu luôn, pháo treo dây dài hay là pháo nhỏ quăng chụp chụp. Nó túm lại là các bạn được đốt pháo trong những cái ngày Tết cổ truyền Việt Nam. Còn những ngày thường thì mình không muốn khuyến khích các bạn đốt nha. Mình không chắc là có được cho phép đốt không nha, những ngày thường nha. Mà riêng nếu có những ngày Tết thì các bạn được đốt. Giống như hôm rồi mình có livestream một đoạn rất là ngắn, nhà mình đốt đốt pháo đầu năm, năm nào cũng vậy hết. Năm nào má chồng mình cũng mua pháo đem về đốt hết. Trời ơi, bây giờ mình đang ở trong nhà mình nói chuyện thở ra khói luôn á các bạn. Các bạn thấy không? Trong nhà có bật sưởi. Nhưng mà sáng nay lạnh quá. Mình có livestream một đoạn ngắn đốt pháo đầu năm rất là vui. Cái hôm đó là mình cũng ráng thức đến giao thừa để mình đón giao thừa cùng với gia đình. Nhưng mà con trai của mình nó muốn ngủ sớm, thành ra mình phải dỗ cho nó ngủ sớm. Cái mình ngủ theo nó luôn. Cái hên chồng mình tới 11:58 chồng mình kêu mình dậy, lúc đó là mình đang buồn ngủ lắm 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 luôn rồi. Buồn ngủ dữ lắm rồi. Chồng mình kêu mình dậy, mình muốn nướng thêm một tí nữa. Lấy cái điện thoại ra coi, hả, 11:58 rồi, còn có 2 phút nữa thôi, lật đật. Ba chân bốn cẳng khoác thêm cái áo nữa rồi chạy ra. Vừa chạy ra là countdown luôn. Thì lúc nào cũng vậy, lúc nào thì mẹ mình cũng đợi nhà hàng sớm đốt trước trước một khoanh, rồi tới lượt nhà mình đốt. Thì mình vừa chạy ra là nhà hàng sớm là người ta đốt liền luôn rồi, thì tới lượt nhà mình đốt. Đốt xong nguyên cái chỗ, cái khu vực gần nhà mình thì cũng có khá là người Tàu với lại người Việt Nam, thành ra là đốt luôn. Xong rồi có khoảng chừng vài phút thôi à, tất cả mọi người đi ngủ, không có đốt nữa. Mọi người cũng rất lịch sự, đốt vài phút đầu năm mới thôi rồi đi ngủ. Ai muốn đốt gì đó thì qua ngày hôm sau đốt. Mắc cười lắm, con trai mình qua ngày hôm sau con trai mình nghe người ta đốt pháo, con trai mình sợ. Lúc bé còn nhỏ thì khoảng độ mấy tháng nhỉ, khoảng 10 tháng thì nghe thấy pháo bông thì khoái, nhưng mà không hiểu sao giờ lớn thì nghe đốt pháo thì sợ. Bây giờ thì mình sẽ đi kiểm tra coi là tàu hũ của mình nó vàng chưa nha. Đây tàu hũ của mình đây, chắc chưa vàng đâu nè, chưa vàng lắm, nó vàng sơ sơ thôi à. Để thêm một chút nữa đi. Hũ của mình đây chưa vàng lắm, mới vàng sơ sơ rồi, để thêm một chút. Rồi hôm qua không biết bao nhiêu độ C mà xe của mình gọi là nó. Ôi các bạn ơi, phủ một cái lớp tuyết luôn rồi nè. Ôi nè, à, gì?
Ơi dạ dạ trong đống đá luôn, đống tuyết luôn. Đóng tiếp luôn rồi. Đóng tiếp luôn. Tăng tăng. Đóng tiếp xong rồi, bây giờ là mình quay mình viết chữ luôn, viết chữ tên kênh của mình luôn. Ok. Trong mình thì đang nổ máy xe rồi, cho ấm xe, không biết hôm qua bao nhiêu độ đây. Hôm nay lạnh hơn thường ngày đó. Kế tiếp nữa là mình sẽ luộc mấy cái bắp nghiêng, mấy cái bắp ăn sáng. Lạnh quá thì thôi. Anh nói hôm nay mấy độ vậy anh? Anh mắc cười, hồi nãy chồng mình nó tính đổi giờ đồng hồ, đổi giờ đồng hồ tức là hồi tháng 11 hồi năm đầu rồi đổi giờ, hai chồng mình chưa có chỉnh đồng hồ lại tới bây giờ nữa. Cái chồng mình nói trời ơi quên chỉnh đồng hồ, giờ đi anh đi chỉnh đồng hồ. Cái em nói thôi thôi anh khỏi chỉnh, đâu còn bao nhiêu lâu ở đâu, lại đổi giờ tiếp tục nữa rồi. Hai chồng mình gọi là đi đi sau người ta mà bây giờ mình đi trước người ta luôn. Đa phần là hai chồng mình coi đồng hồ bằng điện thoại không à, ít ở nhà lắm, đi làm về xong rồi coi như là ngủ thẳng cẳng luôn. Thành ra là lâu lâu mới coi tới cái đồng hồ, không quan tâm tới nó nữa. Giờ thì mình luộc bắp cái ăn sáng. Mình rất là nhớ cái bắp nếp của Việt Nam, ăn mình có cảm giác giống như là có thịt. Bắp ở bên Mỹ này thì nó sọp lắm, nó sọp chứ nó không có được nhiều thịt giống như là bắp nếp Việt Nam. Nhớ bắp nếp Việt Nam đúng không? Bắp nếp Việt Nam nướng lên rồi có thêm mỡ hành nữa thì tuyệt vời. Ok, mình cắt xong 4 cái bắp rồi. Giờ thì mình đi luộc bắp nha. Hôm qua trời lạnh quá nên trên núi có tuyết rồi các bạn. Đó. Trắng trắng ở trên núi đó các bạn là tuyết đó. Mình ở California thì cái nơi mình ở là không có tuyết. Bình thường thì là sẽ không có tuyết nhưng mà hôm qua trời lạnh quá thành ra là đã có tuyết ở trên núi.